bay á, ăn hiếp lên của tao không biết cái gì tụi bay theo. Ủa mà chị thấy cái mặt của chị, sao lên chị biết nó quýnh với em không? Chị nào, nào tao thấy chị tao nói. Chị đâu biết không sao với em, chị tao với em như bạn bè đó là tao thấy tụi bay ăn hiếp, không lại chứ không sao, tao thấy lúc đầu đâu. Lúc đầu có sao cũng quan trọng chứ. Tụi bay theo hiếp tao làm gì? Đi, đi nhà quan có đi uống gì đâu chị, để cái này uống uống không nè chị. Hồi nãy nó em không được chị. Bình thường không rồi mấy em chặn nó lên nó nhảy rồi, nó nhảy lâu luôn không nhận. Nè thấy không, áo nó dơ nè. Nè con cá nè. Hồi nãy chị mới té xe luôn á. Chị ẩm con bông nhúng chích á, rồi chị mới làm xe ngang lên vậy. Ủa sao vậy cá vậy hết nữa vậy? Có một mình em chị đi nè, chị ẩm một mình con bông trên tay. Không lẽ chị nói ý em qua mắt hả? Bị ảo hả? Rồi tụi bay bị ảo thiệt rồi đó. Em khỏi nói nữa, mấy đứa này bị ngáo hết rồi. Có đó nó ngáo. Chị với nó ngáo. Mày nói ai ngáo? Nó bỏ bùa chị á. Chị với ai? Tụi bay vốn tụi bay đi ngáo thì có. Ủa mày bắt chị không tin lợn mấy em mà chị cứ tin lợn hoài vậy? Nhưng lại lúc nào mấy em cũng đi ăn hiếp nó. Người ta đi á, khắp cho con bông. Không chừng tụi bay á, mà ở không á, đi làm tào lao, không lo dọn dẹp nhà cửa, rồi không lo làm này làm kia tới tụi tao. Không chừng thuốc nó bỏ trong bông uống. Chị không hay luôn. Chị ẩm con bông đi, chị bị té xe, chị không nói giờ về biết cơn nói chị. Té chỗ nào? Nãy á, chị mới ẩm con bông vô cho bác sĩ chích thuốc à. Tự nhiên ở đâu mấy cơn xong vô rồi mấy cơn ẩm con bông về. Rồi mấy em nói chuyện vậy đó hả? Chị vô tin em đó chị. Rồi mày ra đây. Thôi tụi bay đi vô nhà dùm cái đi. Dạ lâu rồi đi làm mày đó. Thôi, thấy không? Tụi bay tối nãy nó đi ra chợ. Rõ ràng nó nói giống chị đừng có đi ra đó. Đi ra coi trời. em đừng có nghĩ chị được không? Chị xin lỗi thiệt luôn á. Em không có gì phải xin lỗi hết trơn á. Dạ tạm rồi như vậy. Rồi em không xin lỗi đúng không? Mày mới là đứa biết của nhà, nãy tao thấy tụi qua đây rồi đó. Tao nói có khách tụi bay lại đụng có cái. Tụi em đụng bây giờ chị cắm tao giết em luôn đi tao. Mày ngon không đụng? Biết khỏi nhà tao. Nói chuyện mới đi. Cái lời nói của tao mày trước mặt tao. Đó là cái gì của chị? Thì nó là người làm giống như tụi bay đó. Ủa mà chị từ lúc mà khác biết rồi tụi bay là em tao mà tụi bay theo biết người ta. Rồi chị có nghĩ là từ lúc nó vô là chị nhẹ càng đi càng nhẹ chứ chị Tú rồi chị lúc nào chị cũng lời cho nó hơn chị Tú hết trơn á. Chị có suy nghĩ không chị? Rồi trong cái đó chị bên nó là chị chửi mấy em chị la mấy em chồng tao. Phải khóc một lần để mà mạnh mẽ đối diện cho nhau được lời hẳn. Cái đó là chuyện riêng của tao, còn chuyện của tụi bay là tao làm cái hai đứa tụi tao thôi. Ở chị em mày có làm chuyện riêng được đi chị. Làm cho tao đúng công việc thôi. Chuyện riêng tư của tao khỏi thành tụi bay nhúng tay vô đúng không? Nhưng mà chị em buồn với mới quan tâm chị em chứ. Chị thì buồn là làm chuyện nào buồn. Trái hôm qua chị đi lên phòng dắt bỏ dắt gì lên bỏ với Tú ngoài lên mình không? Ủa vậy Tú cũng thấy tụi bay biết nó mình cũng cho tao dắt lên thôi. Chị Tú thấy nó khác mà. Ủa khác chỗ nào? Tại chị Tú cũng nói thôi với chuyện người bây giờ là nói chung là chuyện riêng của tao thằng Tú có bay lo đúng không? Khỏi lo khỏi mượn khỏi nhiều chuyện được chưa? Vậy mà chị nói chị em là chị em. Vì khỏi chị em luôn em muốn gì khỏi chị em luôn. Chị em nhưng mà có muốn được không? Chị em sợ xâm hại vô cái chuyện riêng tư của tao hả? Em muốn tốt cho chị chứ bộ. Muốn tốt mà nào? Muốn tốt mà chị cho gia đình xào xáo vậy đấy hả? Không cho mà muốn hết rồi đi nè. Ê mày làm gì vậy? Cho lỡ cho mày muốn đó sao? Chị em rồi. Phải không? Con nhỏ này trời. Cái em đừng quá đấy được không? Làm gì đến thế chứ hả? Để xin lỗi. Mày căng hả? Ủa mày lại nói em thường rồi chị làm gì đó chị chưa quá đấy rồi nghe. Tụi mắc gì lỡ đạp tao rồi vậy? Tao nói tụi bay không được đụng hết đó nè. Tụi bay xé sắc chịu thôi nha. Biết khỏi không nha. Tao nói rồi đó tụi bay mà heo mà ăn hiếp nó một cái nó đi nha. Đừng trách tao nha. Thì chỉ cần cái dao đi đâm em luôn mày. Khỏi cho Phật đâm những chiêu đâm tao ở tù vậy. Làm sao cái nữa cũng gói đi về đi khỏi làm nữa. Chị có quyền gì chị đuổi em? Ủa tao thôi mày làm mày là em tao. Nhưng mà cái này em muốn tốt cho chị em nói cho chị nghe còn ít thì chị nói. Cái nào mà không thấy tụi bay làm tốt cho tao thì tao tự thấy là tụi bay khỏi làm đúng không? Chị lúc nào cũng bên người ngoài hết trơn á. Người ngoài là người ngoài sao? Nó cũng làm cho tụi mình ở đây. Tụi bay là em tao tụi bay còn không biết giữ thể diện cho tao. Tụi bay đi theo làm gì vậy? Hả? Tao nói rất hiểu nhiều nghe bốn của tụi bay nha. U là trời con nhỏ người ta. Ê mày sao? Sao định làm gì nó nói vậy? Em không muốn đụng con bông của em. Nhưng mà chị em muốn thì nó không muốn. Không tụi em phụ. Nói là mày không cho nào không cho mày mong muốn nghe. Chị cho cái gì em trứng cho ác hết trơn á. Dạ bữa nó giết con Bảo bây giờ. Ủa gì vậy? Rồi mày xuống coi người của mày kìa. Tụ tập theo ba đứa này, bốn đứa này nè. Đi em biết tao hoài vậy. Người ta đi khám bệnh cho bông cũng đi theo tới võ biết tao luôn. Không có đâu. Chị khám bệnh cho bông mà mấy đứa cứ lo bông về không cho bông chích thuốc luôn á. Không phải. Ủa rồi sao bốn tụi bay đi theo khác người ta hoài vậy? Không có. Nó dẫn con bông đi ra nhà quan nó giết như á rồi nó cho con bông ăn đát đất rồi nó bóc cát rồi nó ăn. Tụi bay này á bị chuyện vừa thôi nghe. Em thầy bốn nó. Tao nãy á, mày không có thấy lấy cái ly trà sữa ập lên đầu người ta xong tao vô đây tao kêu bắt người gói đây nè. Nó chửi em là chó chứ bộ. Mày đi ra nghe, này là chuyện riêng của tao nha. Đi, đóng cái nhạc coi. Đi lên đây. Đi lên, nhẹ nhàng đó coi. Này. Tao nói rồi đó. 3, 4 cái 7 theo mày theo thiếu một đứa nữa. Tụi bay kiếm tao tao nha. Mày vẫn cứ mặt đó, nhìn tao nha. 4 đứa mày theo mấy đứa. 5 đứa, 4 đứa. Ai tin? Là lại được nhìn thấy anh vẫn nụ cười ánh mắt trong xanh, vẫn là anh gặp ở ngày. Tụi bay em 4 đứa, 4 đứa tao nói tao tin. Có mình đâu đánh em, má ba này má bên em chỉ hỏi lời nha. Mày cái miệng mày cũng đâu vừa đâu. Miệng nó cũng đâu vừa em. Có mình chị sao đánh lại? Có em nhỏ còn bây giờ. Em chỉ nói sợ quá. Chị vô đây chị làm chứ thôi chị muốn kiếm chuyện. Thôi thôi chị ăn em hết đi. Mày nói chuyện gì vậy? Im hết cái tao này nãy giờ tao nói rằng tụi bay á, im hết tụi bay giặt cãi là sao vậy? Chị làm cái gì vậy? Tụi bay thấy làm cho người ta cái lộn không? Tại ai vậy? Tụi bay vừa tại ai? Tại ai tại sao nó chị ai? Tao tụi bay á, tụi bay. Sao em có thể nói chuyện gì vậy trời? Đúng rồi bây giờ. Đừng vì cô đơn quá nắm tặng một bàn tay khác. Yêu lúc yêu ghét sống thì tốt.